một ngày nhớ mọi ngày em trả lại đời tôi, một ngày nhớ mọi ngày ta nhận lời tình cuối, một ngày nhớ mọi ngày đời nhẹ như mây khói, một ngày nhớ đội trà, đội trà không đắt, nó làm ở chỗ này thành khu du lịch luôn, mà còn du lịch đi xèo trong này. Bữa nay không có nắng mà gió. Shut up!
Thấy trồng trà không? Đà Lạt nhưng mà không phải chợ Đà Lạt, không biết cái gì, không biết chùa ở trong này đẹp. Từ đây đi tới chợ Đà Lạt là 18 cây nữa. Toàn là nông trại không? Hồi xưa không thấy ba cái bạn từ đây đi vô chợ Đà Lạt còn 7 cây. Chỗ này không biết kêu là cái gì, rồi là chắc cái hướng này rồi là lạc xa xa là kia. Thấy như thế là lạc lớn ta đi ra thì ta chỉ biết chợ Đà Lạt thôi chứ còn
du lịch cũng đông rồi nha, không biết mình kiếm phòng ngủ được không đây. Bữa nay chủ nhật, hy vọng là chiều nay là bà con người ta rút về Sài Gòn thì có thể kiếm được phòng ngủ. Chứ nãy giờ đi mấy cái điểm tham quan du lịch là thấy khách du lịch đông à. Để chút rồi vô trong kiếm mà không có thì chạy ra ngoài ở. Ở đây là ngay gốc ga Đà Lạt. Thấy nhà Đà Lạt không? Tầng trệt. Nó chồng chất lên nhau luôn. Mấy cái thành phố du lịch mạnh là Hà Long, Đà Lạt, rồi nhìn đến là Đà Nẵng, Nha Trang, Sapa. Có mấy cái thành phố đó là du lịch dữ dằn, du lịch mạnh. Đây là Hồ Xuân Hương. Trung tâm Đà Lạt. Phải đi lên trên này kiếm nhà nghỉ ở đâu trên này. Khách du lịch kiểu này không biết sao này nha, nhà nghỉ chắc cũng lên giá luôn, giá đêm 300.